Chào cô. Anh giúp tôi kiểm tra bệnh nhân này nha. Một lát nữa tôi sẽ tới sau. Dạ. Ừ. Ủa, sao hôm nay anh tới đây vậy? À, tôi tới để đưa cho cô cái này. Đây là cái gì vậy ta? Vậy thì cuối cùng anh cũng có quyết định sáng suốt. Một bác sĩ tốt nghiệp ở đại học nước ngoài thì không có gì để nói nữa. Cô đang chế nhạo tôi đó hả? Ừ. Tôi đâu có chế nhạo anh. Tôi chỉ thấy á, thật là may mắn. Thì tôi tự khen tôi vì tôi đã chiêu mộ được một bác sĩ giỏi như anh về bệnh viện. À, hay là vì tính tình của anh khó khăn quá cho nên mới khó xin việc như vậy, có đúng không? Một người không xin được việc làm có rất nhiều lý do. Mà ai nói là tôi không xin được việc làm? Ý anh là sao? À, hay là bằng cấp và thực lực của anh trái ngược nhau thôi nên mới thất nghiệp như vậy hả? Cô thật biết chọc tức người khác nha. Tôi nói cho cô biết nè, tôi bị thất nghiệp là do tôi phải tìm hiểu coi chỗ nhận mình là ở đâu, có xứng đáng hay không. Chào cô. Nè, anh kia. Anh giận hả? Người gì mà dễ giận quá vậy? Tôi không rảnh để giận cô. Thật ra thì hôm nay anh tới đây chắc chắn không phải là chỉ đưa cho tôi cái hồ sơ xin việc đó thôi đúng không? Thì hôm trước cô có nói với tôi là có thể tới đây làm việc rồi mà. Vậy là anh đồng ý rồi ha. Chỉ sợ cô không nhận tôi thôi. Sao lại không nhận? Bệnh viện của tôi đang thiếu người mà. Nhưng bây giờ có một bác sĩ giỏi như anh góp sức, tôi tin là bệnh viện của tôi sẽ... Vậy là cô nhận tôi rồi đúng không? Cảm ơn cô, hy vọng hợp tác vui vẻ. Ừ. Chào mừng anh đã tới bệnh viện của chúng tôi. Ba ơi, con rót nước cho ba uống nữa nha ba. Thôi được rồi, cứ để đó cho ba. Ba uống đi mà, cho nó khỏe. Ba uống đi. Ba, cái hồ sơ mà con đưa cho ba, ba coi chưa? Hồ sơ nào? Hồ sơ bác sĩ Quỳnh Gia Bảo đó. Ôi, ba lu bu mấy cái hồ sơ này quá nên chưa đọc. Trời, ba phải coi đi. Con lấy cho ba coi nha. Ba, hồ sơ ba để ở đâu vậy? Ờ, để góc đó đó. Con coi thử đi. Ba, con nói ba nghe nè. Ba phải coi cái này là con chọn lọc dữ lắm đó nha. Đây nè. Ba coi nè. Con á đã đồng ý rồi thì cần gì ba coi nữa. Thì ba coi đi, ba là tổng giám đốc mà, con phải thông qua ba chứ đúng không? Nè ba coi nè, trình độ tốt nghiệp đại học ở University of Massachusetts đàng hoàng nha ba, tốt nghiệp ở nước ngoài luôn đó. Ba thấy coi được không? Ba thấy sao? Ba thấy sao ba? À. Dạ. Ba là tổng giám đốc nên con mới thông qua ba. Hỏi ý kiến của ba, còn nếu không phải thì chắc cho qua luôn rồi chứ gì đúng không? Làm sao con dám làm như vậy được, ba nói kỳ quá. Đây nè ba coi đi, có bằng đại học hẳn hoi nè. Bây giờ ba nhận đi nha ba, ba ký giùm con ở đây nè. Nói chung là hồ sơ cũng tốt đó. Đúng rồi đó ba. Thôi được, ba ký. À mà con à. Dạ. Rồi con tính cho cậu ta làm công việc gì? Dạ. À, con tính rồi. Hiện giờ thì con sắp cho ảnh làm bên khoa ngoại, là đúng khoa của ảnh luôn đó ba. Ba thấy được không? Vậy cũng được đó. Dạ. Ờ mà vậy nè. Dạ. Bây giờ chỉ có hai cha con. Dạ. Nói thiệt với ba nghe, có phải là con thích cậu ta nên mới mời cậu ta về đây làm đúng không? Ba, ba kỳ quá. Hồi đó tới giờ con của ba đâu có làm gì công tư bất phân như vậy đâu chú. Cái chuyện mà công tư như thế nào thì chỉ có mình cô biết chứ không phải ông già này biết. Nè, làm gì thì làm, cái chuyện mà chọn chồng đó là con phải lo tính đi. Lớn rồi chứ không còn con nít nữa đâu, hiểu chưa? Con hiểu rồi, nhưng mà bây giờ là con lo cho sự nghiệp trước,
còn lo cho sự nghiệp của gia đình mình nữa nè. Sự nghiệp cái gì? Con phải giải quyết chuyện này. Quan trọng là mẹ con đó, chứ không thôi á là mẹ con cằn nhằn ba. Bà nhức đầu lắm, bà chết sớm đó, hiểu chưa? Thôi, ba của con sống khỏe với con đi nha. Ba, gì? Bây giờ ba ở đây nghỉ ngơi đi nha. Con bận việc rồi, con đi ra ngoài một chút. Con đi đâu vậy? Dạ, con đi ra nói chuyện với anh Bảo một chút, rồi ghé qua phòng nhân sự luôn. Con lo công chuyện đó đi. Dạ, con đi nha ba. Ba bị bệnh thành kém. Gọi bệnh nhân tiếp theo. Dạ. Dạ em cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ không có gì. Thưa bác sĩ em về. Dạ chào cô. Anh Quỳnh Xuân Bách. Anh Quỳnh Xuân Bách có ở đây không ạ? À, có em A Tí. A Tí? À, y tá. Ừ, mời đi theo tôi. Ê, ê, ê. Ê, ê, ê. Hả? Đi ra, đi ra, đi. Cái gì trời? Chỗ ta khám bệnh cởi quần cởi áo vô. Vô 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 hả? Hả? Ừ. Không phải. Không phải gương mặt này. À, anh muốn hỏi người khám trước tôi có phải không? Đúng rồi, gương mặt thanh tú đó đó. Tôi vừa được chuyển đến đây, nghe nói anh ta đã nghỉ và chuyển đến nơi khác rồi. Ê, có cách nào biết anh chuyển đến đâu không? Cách nào liên lạc, có số điện thoại không? Hay là Zalo, Facebook đồ, có cách nào liên lạc được không? Xin lỗi nha, cái đó tôi không giúp được, anh ta nghỉ rồi tôi không biết. Vậy bây giờ anh có khám bệnh không? Nhìn cái mặt hết bệnh luôn rồi. Tôi đi về. Hết you. À tế, khám bệnh xong rồi. Hả? Trời, bác sĩ mát tay ghê, nhìn cái mặt hết bệnh luôn rồi. Dạ. Tôi biết rồi. Tới liền. Dạ em biết rồi. Xin lỗi chị. Cái gì vậy? Chờ xíu đi. Trời ơi, tôi đã nói với mấy cô rồi, dụng cụ y khoa thì phải cẩn thận. Trời, sao mà bất cẩn. Thuốc men vừa quý vừa hiếm nữa. Tái chân cứ lụp chụp hoài là sao ta? Dạ cho em xin lỗi ạ. Xin lỗi cái gì? Dặn cái gì không nhớ hết trơn á. Ba, có chuyện gì vậy ba? Con coi đó, làm y tá tiêu chí đầu tiên là phải tỉ mỉ cẩn thận. Dạ. Cứ rớt đổ kiểu này thì còn làm việc gì nữa đây? Nghe lời chị, em lấy dụng cụ y tế mới rồi đi phát cho bệnh nhân, nhớ phải cẩn thận nghe chứ. Dạ, dạ em đi xin đi. Phép anh chị. Cái gì vậy? Chưa nói hết bỏ đi đâu vậy? Ba, bệnh nhân người ta cần chích gấp mà, để cho cổ đi đi. Con lúc nào cũng bao che cho họ hết á. Con có bao che cái gì đâu. Ba, ở đây là bệnh viện mà ba lớn tiếng quá. Nhân viên trong này ai cũng sợ ba hết đó. Con hôm nay dám nói với ba vậy hả? Nè, ba cho con biết. Rồi ai đây? Ba, ba nhớ không? Đây là bác sĩ Bảo. Hồi bữa con có giới thiệu với ba rồi đó. Dạ, con chào bác trai. Cậu mới nói cái gì vậy? Dạ, con nói là con chào bác trai. Cậu mới nói cái gì? Bác sĩ. Bác sĩ. Nè, tôi cho cậu biết, ở đây là bệnh viện, cậu phải gọi tôi là bác sĩ Thuận. Còn cậu có cần điều gì thì bác sĩ Mai sẽ giúp đỡ cậu. Cậu hiểu chưa? Dạ, con biết rồi bác sĩ Thuận. Còn hai cô cậu đó, đem hồ sơ về phòng tôi. Dạ. Báo cáo gì đâu không hiểu gì hết trơn á. Chị chỉ cho em qua. Ba em á khó khăn như vậy đó, nhưng mà không sao đâu, anh đừng có sợ nha. Anh hiểu mà. Mệt không? Mệt chứ sao không mệt. Nhưng mà mỏi mệt đã tan biến mất tiêu rồi. Tại sao? Tại vì nha, có một bệnh nhân đẹp trai dã man luôn. Có hỏi tên gì không? Trời, mình phải có giá của mình chứ. Mình phải để cho người ta hỏi mình trước. Chứ mình không thể nào hỏi người ta trước được, hiểu không? Có sao không vậy? Trời. Các anh kia, đứng lại coi. Đụng người ta mong xin lỗi hả? Vô viên hả? Xin lỗi gì kỳ cục vậy? Thứ đàn bà con gái gì đâu mà vô duyên mất nết. Đi đứng không biết để con mắt sau lưng mà đặt la người ta nữa hả? Vô duyên hả?
Nè, đừng có để tôi gặp anh một lần nữa nha. Tôi cào nát mặt anh đó. Thôi đừng ngồi có sức này đi chị. Có sao đứng lên đi. Không biết có sao không mà. Tôi còn đưa vô cấp cứu. Cái mồm ê quá. Ê cái mồm tôi quá. Chắc anh ta có người thân vô bệnh viện hay sao cho nên mới gấp vậy á. Bệnh quá hả? Ê gãy vào hả? Ủa guốc đâu rồi? Đây nè. Ơi trời, lùi về sinh nhật của tôi. Sao vậy? Sao vậy? Bộ gần tới sinh nhật của Ngọc hả? Tới sinh nhật tôi rồi nào. Đây đâu phải là quà sinh nhật năm nay đâu. Ủa làm sao? Đây á là món quà sinh nhật tôi được tặng 5 năm trước đó. Quỷ lắm nhà. Tôi cứ kỹ lắm đó. Bây giờ mới lấy ra mang á. Trời ơi, 5 năm bà đem đôi giày này đem về lỏng kiến được rồi đó. Lỏng kiến là sao? Là đem đi luyện cống đó. Nói gì vậy hả? Phải rồi, là bị tá mang giày cao gót coi chừng bị phạt đó. Kệ tôi, liên quan gì tới mấy người? Ờ vậy thôi, quan tâm bà thôi mà. Bà không cần không thôi cần mình đi. Thôi đi. Ai mượn gửi gì coi, đi làm việc đi. Ôi dạ, mấy người đâu có hiểu được nỗi lòng của tôi đâu. Đây là món quà duy nhất của người đàn ông duy nhất mà tôi yêu 5 năm trời. Dù là anh ta chưa một lần yêu tôi, nhưng mà anh ta đã kịp tặng cho tôi một món quà duy nhất, đó là đôi giày này. Cuối cùng tôi cũng chỉ mang một lần duy nhất. Ghê nha. Cô tiểu thư xinh đẹp nhà của chúng tôi đang nhìn lén ai vậy? Mày ăn nói bậy bạ. Mày im đi. Thôi nha. Mày nói lớn quá người ta biết tôi đang nhìn lén thì sao? Vậy có hả? Cũng biết sợ nữa sao? Vậy á, hối lộ tao đi. Mày đó nha. Bữa nay còn học cái thói hối lộ nữa hả? Muốn gì nó đại đi, mệt quá. Trời đất ơi, muốn gì nó đại đi. Sao hôm nay dễ dãi quá vậy? Chắc chắn là có điều gì giấu tao. Tao phải vô coi mới được. Nè, ơi, nè. Hết rồi, thôi, qua đây. Làm gì vậy? Để tao nói cho mày nghe. Đó là bác sĩ mà tao mới chiêu mộ về đó. Thiệt hả? Ừ, đương nhiên rồi. Bác sĩ tao chiêu mộ về thì tao phải quan sát coi làm việc được không chứ. Còn mày á, tao cũng phải quan sát mày nữa nha. Tao quan sát mày kỹ luôn đó. Ủa, sao bữa nay mày lùn quá vậy? À. Nè, đưa chân ra coi. Đưa ra, chỉ cái chân ra. Nhanh lên. Đưa cái chân này ra cho tao coi coi. Ôi. Trời, sao bữa nay mày ăn mặc kỳ cục quá à? Kỳ quá, đừng cười nữa. Làm tao quên muốn chết luôn vậy. Cũng tại cái thằng cha vô duyên mất lịch sự đó. Không phải tại ổng á, tao đâu có mất hình tượng như vậy. Trời, có chuyện đó nữa hả? Tao mà gặp lại ổng á nha, tao cào nát mặt ổng luôn. Trời, cào nát mặt người ta luôn hả? Coi chừng có ngày người ta cũng cào nát mặt mày luôn á. Tính hung dữ hả? Y tá là phải hiền lành có biết chưa? Thôi đi, đừng có bày đặt mà nói chuyện tao để mà đánh trống lảng nha. Anh chàng trong đó là ai? Khai mau. Đừng có nói là mày có bạn trai nha. Mai, em đã quên anh rồi sao? Anh là mối tình đầu của em mà. Mày á, đừng có khùng quá đi. Mày khùng vừa vừa. Cái anh trong đó là một bác sĩ. Giới thiệu ảnh cho tao đi. Trời, cái mặt bé trai nè. Bạn tưởng bà không có hả? Trời ghê quá cô ơi. Cô có dám giận tôi suốt đời không? Giới thiệu với mày, đây là bác sĩ Bảo, tốt nghiệp y khoa ở nước ngoài về. Hiện đang làm việc bên khoa ngoại của bệnh viện chúng ta. Mai,
Nói ngắn gọn thôi. Dạ. Xin chào cô. Anh làm gì vậy? Tôi coi cái tên. Nhỏ này, giới thiệu tao đi. Quên. Còn đây là Ngọc, y tá riêng của em. Lý Minh Ngọc. Xin chào. Dạ. Chào anh. Anh cho em xin vài phút để đính chính nha. Ê, nhỏ này. Gì? Ai là y tá riêng của mày chứ? Mày chứ ai? Hả? Tao biết rồi. Tao biết là tao học không có giỏi, nên không được làm bác sĩ, phải làm y tá, nên người ta coi thường tao. Anh. Đây là Ngọc. Nó là bạn thân của em. Nó học giỏi lắm anh. Là một con người thông minh. Từ hồi học mẫu giáo á, thì nó rất là thông minh. Anh, lúc nào á em cũng được nhiều bông hồng đỏ luôn đó. Đúng rồi, lên tới tiểu học á nó cũng học nhất lớp. Rồi lên trung học á nó cũng nhất lớp. Rồi lên phổ thông á tự nhiên nó học dở ẹt ha. Cho nên bây giờ á nó mới làm y tá nè. Nói tóm lại anh, em với Mai á là bạn thân, lúc nào cũng đi chung với nhau hết. Tụi em nè, ăn chung nè, ngủ chung nè, học chung, thậm chí tụi em còn còn gì? Thích ăn bò bía chung với nhau. Thích ăn bò bía chung với nhau. Nhưng mà ha, vì muốn ở bên cạnh của Mai nè, dù không có thi đậu bác sĩ, nhưng mà em cố gắng học ngày học đêm, cuối cùng có được làm y tá chung bệnh viện với Mai. Thì ra hai người là Không có. Vậy thôi, chứ em là con gái 100% đó nha. Còn ai kia thì em không biết. Lúc nào nó cũng đòi đi chung với em hết. Nãy giờ nó kể với anh là nó bám sát theo em, mà bây giờ mày nói là tao có vấn đề đó hả? Nãy giờ nó giỡn chút thôi, chứ Ngọc là bạn thân của em. Nó là con của bạn thân của ba em. Tụi em cùng học, cùng theo đuổi ước mơ, đó là làm ngành y giống ba mình. Cho nên á, bây giờ mặc dù là y tá thiệt, nhưng mà nó là y tá trưởng, có quy nhất ở trong bệnh viện này luôn đó. Thôi cô ơi, cô đừng có xỉa xói tôi nữa. Tôi có quy sao bằng cô. Con gái của tổng giám đốc đó anh. Sao mày khoe khoang quá. Bác sĩ Bảo, em hỏi anh cái này một chút được không? À Ngọc, Ngọc đừng gọi tôi là bác sĩ. Xin lỗi, để em gọi lại. Bác Bảo cho em hỏi này chút được không? Bác hả? Đúng rồi. Ở trong bệnh viện này á, ai làm bác sĩ cũng được gọi bằng bác hết trơn á. Phải đó. Bác Bảo nè, bác Mai, còn có bác Thuận, bác Phong, bác Hiền. Thôi đủ rồi Ngọc. Mà tại sao lại gọi bằng bác? Trời ơi, cho giống nước ngoài anh. Ở bên nước ngoài á, người ta gọi là Doc á. Doc là chó đó. Doc là doctor đó anh. Tại vì nó phát âm hay quá cho nên mới ra như vậy. Mày im giùm tao đi Ngọc. Anh Bác Bảo cho em hỏi một câu. Chẳng hay anh Bác Bảo có người yêu chưa? Bác trả lời đi. Vấn đề này em đang nôn để được nghe bác trả lời lắm đó. Bác cứ nói đi. Trả lời liền đi, em nôn quá em muốn nghe. Tôi nói là bác Ngọc à, trả lời đi mà, trả lời. Có thể im lặng một chút xíu cho tôi trả lời được không? Tôi chưa có người yêu. Vậy là bác giống y chang bác Mai. Trời ơi, mày điên quá. Mày uống nước đi ha Ngọc A Tí. A Tí là gì? Dạ là Ngọc y tá đó. Vậy thôi uống nước đi. Dạ bác Bảo uống nước đi bác Bảo. Vô cái làm quen đi. Mời cô Ngọc A Tí. Vô. Mời bác Dạ Bảo. Mời bác Bảo. Mày thiệt là. Cậu ngồi đi. Cậu uống nước nha. Dạ, cô cảm ơn bác. Cậu làm việc ở đây gần một tuần lễ rồi. Cậu thấy như thế nào? Dạ, công việc tốt lắm thưa bác. Vậy thì cậu ráng phát huy. Con gái tôi nó khen cậu dữ lắm đó. Dạ, được Mai tin tưởng như vậy con rất là vui. Con sẽ cố gắng làm việc thật tốt để không phụ lòng tin tưởng của Mai. Cậu biết vậy là tốt đó. Nhưng mà đừng vì sự tin tưởng của con Mai mà làm đi không. Dạ. Báo cho người điều tra con sao?
Cậu dùng từ hơi quá rồi đó. Tôi cần phải tìm hiểu xem bạn bè con gái tôi như thế nào, chắc không phiền cậu chứ. Từ xưa tới nay có nhiều người cũng yêu thương con gái tôi, yêu nó cũng có, nhưng mà vì cái tài sản này cũng có. Nếu mà làm cha mẹ, tôi nghĩ cậu cũng hiểu điều này. Tôi chỉ có mình nó thôi. Tôi muốn nó được hạnh phúc. Vì vậy, khi nó bất kể giao du với ai, tôi cần phải biết. Cậu hiểu chưa? Dạ, nhưng mà... Cậu là người có học thức, lại đi du học nước ngoài. Tôi nghĩ là cậu sẽ hiểu ý tôi. Vì tôi mà con Mai đã đau khổ một lần, tôi tuyệt đối sẽ không cho nó xảy ra một lần nữa. Thành thật xin lỗi anh nha, vì lịch trực sắp tới em phải sắp anh vô trực luôn. Anh mới vô mà, đáng lẽ phải cho anh thông thả tới tháng sau luôn. Anh thấy vậy được không? Anh thấy vậy được không? Được. Mà anh sao vậy? Hồi nãy anh với ba em nói chuyện gì? Không có gì. Phải không có chuyện gì không? Lúc anh ra tới giờ em thấy anh khác lắm á nha. Anh nói là không có gì mà. Mai đừng có suy nghĩ lung tung. Chắc là ba em nói chuyện gì với anh rồi phải không? Chắc chắn là nói rồi. Ba em cũng kỳ nữa. Anh là bạn của em mà. Mai nè, em cho anh hỏi một câu nha. Anh hỏi đi. Tại sao Mai muốn anh vô đây đi làm việc vậy? Sao tự nhiên anh hỏi chuyện này vậy? Cũng tự nhiên nảy ra câu hỏi này thôi. Nói thiệt là chắc là em bị ấn tượng. Dành hàng quánh nhau, giờ kiếm việc khác á, làm không quen. Thì mẹ thấy sao thì mẹ nói vậy thôi, con coi mà liệu tính đi. Được rồi, để từ từ cũng tính. Từ từ là chừng nào? Tính thì tính liền đi, chứ đừng có nói rồi để đó rồi lại quên luôn hà. Con biết rồi mà. Mà nè, hai đứa, đứa nào rảnh thì đi mua cho mẹ nước rửa chén, với lại xà bông giặt đồ nữa nghe không? Ngày mai con được nghỉ phép á, để con chở mẹ đi siêu thị ha. Thôi thôi thôi, con cứ đi mua y như lần trước cho mẹ là được rồi. À mẹ à, nó lâu thằng Dũng nó rảnh, chở mẹ đi siêu thị, mẹ đi ra ngoài đi chút hay khỏa. Thôi được rồi, mẹ nói không có lại hai đứa. Để mẹ đi, có gì là mẹ mua đồ cho hai đứa em con luôn. Thôi ăn cơm đi, ăn nhiều vô. Dạ, mẹ ăn đi. Tụi mày muốn gì? Đừng có làm bậy nha. Muốn gì? Muốn đập mày á? Mày bước vô địa bàn của tụi tao, làm sao bỏ qua cho mày được? Hôm bữa đàn em của mày á, cướp cửa rồi còn tính hiếp người. Tao thấy chuyện bất bình nên đã tay thôi. Đại ca, nó nói láo. Không những nó cướp con mồi của em, nó còn lấy hết tiền của em cướp được nữa. Nè, tao không lấy số tiền đó. Tụi bay im hết đi. Chuyện của đàn em tao, tao sẽ tự xử lý. Nhưng với mày, tao không buông tha. Tao phải lấy lại công bằng cho tụi nó. Anh em, lên. Mày nè, có đúng là quán này không? Em chắc chắn với anh á, là quán này. Chắc chắn rồi hả? Ừ. Mấy quán trước em cũng nói chắc chắn, nhưng cuối cùng có phải đâu. Mà lần này á, là em chắc chắn là lần cuối. Là em chắc chắn là quán này. Chắc chắn là quán này luôn đó, em nói thiệt đó. Quán này hả? Anh biết không, lúc trước khi còn nhỏ á, là em hay chui vô quán này em ăn lắm nè. Hồi em học cấp 1 á, em là khách sộp ở đây luôn á. Mai. Dạ. Anh thấy ở đây bán sinh tố nè, nước ép, cookie, xiên que nè, rồi còn có thêm cá viên chiên nữa. Đâu có chè đâu, hay là người ta đổi chủ rồi?
Ờ ha, chắc là người ta đổi chủ. Hèn chi nãy giờ em thấy là quắc hả? Thôi được rồi, để anh vô anh hỏi cho, coi có chắc chắn hay không. Ừ. À mà anh, chắc không phải quán này đâu. Thôi anh đừng vô hỏi, mắc công anh hỏi người ta có bán chè không, người ta chửi anh đó. Thôi mai được rồi, đừng có đi nữa nha. Thôi lỡ rồi, uống nước đi, anh mỏi chân lắm rồi. Em uống nước gì? Cho em ly trà sữa đi. Người ta chỉ bán sinh tố nước ép. Ờ, vậy thôi cho em ly sinh tố đi. Ờ, anh à. Hả? Ờ, hay là anh giờ đó anh hỏi là có bán chè không nha. Em ngoan cố thiệt đó. Đợi anh chút. Dạ. Ở đâu ta? Gọi điện thoại hỏi con Ngọc mới được. Anh ơi, có sao không vậy? Chạy đi. Hả? Nó kìa, nó kìa. Bên đây. Đuổi theo. Đuổi theo. Đuổi theo gì đây kìa. Đuổi theo. Anh ơi, chạy nhanh lên đi. Tụi nó đuổi sắp tới rồi kìa. Nhanh lên. Tụi nó đâu đánh không lại đâu đó. Chạy đi. Không sao đâu, bọn chúng không đuổi theo nữa đâu. Anh có chắc không vậy? Trời. Sao con cứu tôi vậy? Ờ, anh, anh không nhớ tôi hả? Tôi nè, hôm bữa tôi bị cướp, anh đã cứu tôi đó. Anh nhớ không? Trái đất tròn thiệt. Cô không nhớ, lúc nãy có một tên hôm trước cướp cô hả? Có hả? Mai, vậy không lẽ hôm trước tại vì anh cứu tôi cho nên bữa nay tụi nó mới trả thù anh đó hả? Không sao đâu, cảm ơn nha. Ờ anh à, anh bị thương rồi kìa. Tôi không sao đâu. Hả? À, anh ơi, anh ơi, anh à, anh ơi, tỉnh lại anh à, anh ráng lên nha. Ai vậy? Ủa cậu Bảo hả? Dạ con chào bác. Có chuyện gì mà đêm khuya cậu lại tới đây vậy? Dạ, dạ thưa bác, con tới cũng muốn hỏi coi là Mai về nhà chưa bác. Nó không có ở trong bệnh viện hay sao? Hôm nay nó nói á là nó trực thai cho bạn đó mà. À, như vậy là sao? Chẳng lẽ cậu với nó đi chung với nhau hả? Dạ thưa bác. Cần chuyện gì cậu nói đi. Dạ không có chuyện gì. Con xin lỗi bác, con về. Khoan. Dạ. Cậu nghe nè, sau này có chuyện gì quan trọng thì hãy tới đây, còn không á thì cậu nhớ liên hệ bằng cách khác. Dạ con biết rồi. Rồi cậu về đi. Con xin phép bác.
tỉnh rồi hả? Tôi đang ở đâu vậy? À, anh đang ở trong bệnh viện. Hồi nãy là tại vì anh kiệt sức quá, với lại vết thương của anh nó chảy máu nhiều lắm đó, cho nên anh mới ngất đi. Tôi đưa anh vô đây đó. Tôi cảm ơn con nghe. À, đâu có gì đâu. À mà anh nè, tại sao cái đám người đó lại đuổi anh dữ vậy? Không lẽ là vì chuyện hôm bữa hả? Không sao đâu, tôi giúp cô là chuyện bình thường mà. Tại vì anh tốt nên mới nói vậy thôi, chứ không phải tại tôi á thì anh đâu có gây thù chuốc oán với tụi nó. Ờ, anh à, anh à, ê nè. Trời, anh chưa có khỏe mà đứng dậy làm gì vậy? Nè, nằm xuống đi. Tôi không sao nè, từ từ thôi. Nằm đây chút sẽ khỏe thôi. Tôi nói là anh chưa được khỏe. Tôi là bác sĩ, bệnh nhân á thì không được cãi lời bác sĩ nha. Tôi nói anh chưa khỏe là chưa khỏe. Ảnh gì mình mà phải bị thương như vậy sao? Của tôi đó. Chừng nào anh thấy bất ổn thì gọi điện thoại cho tôi. Thôi không cần đâu, bị mấy cái này thì nhầm nhò gì tôi. Thì anh cứ cầm lấy đi. Nè, chết rồi. Anh ơi, tôi có chuyện phải đi rồi. Anh cứ nằm đây đi nha. Tiền viện phí thì anh không cần phải lo, tôi lo hết rồi nha. Bây giờ tôi có chuyện phải đi, anh nằm đi nghỉ nha. Chừng nào khỏe mới được về nha, nghe lời bác sĩ đó. Cô tôi vừa được chuyển đến đây, nghe nói anh ta đã nghỉ và chuyển đến nơi khác rồi. Ê, có cách nào biết anh chuyển đến đâu không? Xin lỗi nha, cái đó tôi không giúp được. Anh ta nghĩ rồi tôi không biết. Nè, tưởng không hôm mấy người tôi không làm được gì hả? Nè, đưa đi bao giờ? Không có cần. Nó không cần đâu. Trời, không lẽ nè, thấy chưa? Trời ơi, thôi Bảo. Bảo, không cần được nào. Bảo ơi, Bảo. Bảo, con nó là gì? Bảo, con sai rồi phải không? Nên nè, con là bác sĩ con... mà đi nhậu say xỉn như vậy nè. Con nói gì, con nói gì nè. Đi vô, đi vô. Thì do xa tận chân trời gần ngay trước mắt, mình biết mà. Mày. Ai? Cô không sao? Cô có sao không? Trời ơi, cô bị làm sao không vậy? Đi ra! Cô. Đi đến kêu gì vậy? Bỏ không thấy đường hả? Trời ơi, người nhà mấy anh đụng tôi, mấy anh còn la lối ôm sầm nữa. Đúng là anh rồi. Đúng tôi thì sao? Cô đụng tôi còn không biết xin lỗi tôi nữa. Ai đừng kia? Mày biết mày đụng trúng ai mà đòi xin lỗi? Tôi không cần biết cổ là ai hết trơn á. Đã đụng trúng người ta phải biết lịch sự, phải biết xin lỗi người ta chứ. Xin lỗi kìa, xin lỗi. Dạ, xin lỗi anh. Xin lỗi. Anh nói đúng lắm, mình có lỗi là mình phải xin lỗi. Em xin lỗi anh. Bây giờ xong chuyện rồi, tôi đi đây. Tôi mong là những gì nãy giờ tôi nói với cô á, cô hãy nhớ cho. Mẹ, mình đi mẹ. Đúng rồi, là Tâm đúng không? Mẹ, đúng là con Tâm của mẹ đây rồi. Bà con kia. Gái của mẹ đây rồi. Bà làm gì vậy? Tâm à, bà làm gì vậy? Bà buông ra coi. Là mẹ đây mà.
mẹ. Mẹ đã coi. Mẹ, mẹ có sao mẹ? Ba bị gì vậy? Tâm mà. Gì đẩy mẹ tôi vậy? Mẹ. Con của mẹ. Tâm mà. Tâm mà. Chờ mẹ không... nè. Mẹ, mẹ bình tĩnh đi mẹ. Tâm mà. Không phải Tâm đâu mà. Tâm mà. Mẹ à. Anh hai, ngày xưa cái gì anh hai cũng nhắc em hết. Cố gắng phải học thật giỏi nè, không được bỏ học. Còn lớn lên thì anh hai kêu em không được hút thuốc, không được uống rượu. Chuyện xưa vậy em cũng còn nhớ kỹ quá hả? Em nhớ chứ, em nhớ rất là nhiều. Em nhớ hết. Và em nhớ có một lần là anh hai giấu mẹ, anh hai cúp học. Rồi anh hai đi làm, kiếm tiền dành dụm để mà đóng học phí cho em. Em nhớ nhiều lắm đó. Mới đó mà hơn 20 năm rồi. Nhanh thiệt hả? Vậy mà tung tích của con Tâm, thằng Đanh, chẳng biết vô âm tính. Em đang lo. Dạo gần đây em thấy mẹ có biểu hiện bị bệnh lại, cho nên em muốn cùng anh hai đây tìm ra một giải pháp. Ý em sao? Ý của em là bây giờ anh em mình đi làm như vậy, để mẹ ở nhà một mình không ai chăm sóc hết. Thì anh chủ yếu làm đêm, còn em làm ngày. Hai đứa mình thay phiên nhau chăm sóc mẹ là được rồi. Đâu phải lúc nào hai anh em mình cũng chăm sóc mẹ được đâu. Nhiều khi em kẹt vụ án nào đó em phải đi công tác, còn ban ngày thì anh đâu có rảnh. Em tính như vậy, bây giờ em sẽ kiếm một người nào đó ở bên cạnh để chăm sóc cho mẹ, giống như là người giúp việc nhà, anh thấy sao? Nhưng mà để mẹ ở nhà một mình đó, anh hai không yên tâm đâu. Lỡ có chuyện gì thì sao? Mà anh nói cũng đúng. Được rồi, để anh hỏi thăm cho anh làm coi, có chỗ nào gửi mẹ cho khai khỏa không. Rồi anh em mình á, ai đi làm về trước thì đón mẹ. Ừ, em thấy như vậy cũng được. Ngày mai anh hai hỏi sớm đi, chứ để mẹ mình như vậy em đi làm không yên tâm. Ờ, hôm nay em đưa mẹ đi siêu thị á, rồi mẹ gặp được một cô gái giống Tâm, xong cái mẹ chạy lại người ta và có những hành động làm cho người ta sợ luôn. Được rồi, để anh nói chuyện với mẹ. Ủa, anh hai con đi làm rồi hả con? Dạ, anh hai đi làm từ sớm rồi mẹ. Bữa nay con không đi làm hả? Hôm nay con được nghỉ phép. Thằng này đã nói là bỏ cái việc đó đi, kiếm việc khác làm mà không có nghe. Con á, con ráng khuyên anh của con nghe. Dạ mẹ. Mẹ ơi, con muốn báo cho mẹ một chuyện. Chuyện gì? Tại vì giờ này tụi con hay đi làm, rồi để mẹ ở nhà tụi con không yên tâm. Có cái gì đâu mà không yên tâm. Mẹ không có làm sao đâu. Dạ không phải, ý của con là tụi con muốn có một cái người nào đó ở bên cạnh để chăm sóc cho mẹ. Nếu mà tụi con muốn mẹ có người chăm sóc á, thì hai anh em con á, nhanh lấy vợ rồi sanh con đi, để tụi nó ở nhà chơi với mẹ. Mẹ, mẹ lại nữa rồi, con không muốn nhắc tới chuyện đó mà. Vậy chứ ý con muốn làm sao? Ý nói là bà già này bệnh rồi đưa vô bệnh viện nằm hay sao? Không phải đâu mẹ. Con bây giờ con đi suốt à, con muốn có một cái người nào đó ở bên cạnh mẹ, đưa mẹ đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Thôi, mẹ không có cần đâu. À, anh hai có gọi cho con á, anh nói là tìm được cái chỗ máy ấm nào mà dành cho người già neo đơn đó mẹ. Để con dẫn mẹ tới đó nha, nếu mẹ không thích á thì con dẫn mẹ về. À, cũng được. Mà làm gì tới giờ này mới giao cho tôi vậy? Cô chủ thông cảm, hễ cô chủ không ra ngoài thì ông chủ bắt tụi em đứng canh hàng, chứ tụi em đâu có rảnh mà làm sớm. Cô chủ thông cảm cho tụi em. Coi bộ ngoài đi làm ra anh ta cũng không đi đâu hết, cũng chẳng thấy có bạn gái. Dạ đúng rồi, mấy bữa nay theo dõi ảnh thì thấy ảnh đi với một bà già, ảnh gọi là mẹ, chứ không có ai khác. Vậy thì tốt, anh đi đi. Có gì cô cứ gọi em. Ok, tôi biết rồi. Làm đừng có gì đổi ý hết nè, nhớ chặn anh em cho kỹ vô. Tính anh thì dễ lắm. À thôi, xong việc rồi em về đi ha. Dạ. Có gì điện thoại cho anh biết. Dạ, vậy chào anh, em về. Ừ.
Ủa, ai mà nhìn lạ quá vậy ba? À, nhân viên mới của công ty đó mà. Ừ. Thôi, cha, ngồi chỗ mà múa mai rồi vuốt tóc đồ nữa ha. Có chuyện gì vui hả con? Có gì đâu, bình thường mà. Ừ, bình thường rồi mặt tương vậy là tốt đó. À, con nè. Dạ. Con trai của bác Năm Cự hỏi thăm con đó. Bác Năm Cự nào? Bác Năm Cự là cái bác hồi xưa mà ưa tới nhà mình chơi với ba đó, con nhớ không? Rồi gặp con ưa kêu con là con dâu đó, nhớ không? À, con nhớ rồi. Ừ. Con trai của bác mới đi du học về, nó vẫn còn nhớ con. Dạ. Dạ. Ừ? Dạ suông vậy thôi đó hả? Hả? Không hiểu gì luôn. Chứ sao? Trời ơi cô ơi, tới tuổi lấy chồng rồi đó, hơn 20 tuổi rồi nghe. Lấy chồng đi cho tôi nhờ, có con gái giống như là hũ mắm treo đầu giường vậy à, không có yên tâm chút nào hết. À. Ba này, thời này làm như thời nào, cứ nói con gái là hũ mắm treo đầu giường. Thời nào cũng vậy thôi con. Ừ, với lại á, con không có yêu là con không có lấy được đâu. Có một chuyện quan trọng hơn á, là ở nhà này có hai cha con à, có mình con á là có thể chăm sóc và lo lắng. Cưới vợ cho ba nữa chứ. Ừ, con thương ba nhất á. Sợ thấy sợ luôn vậy. Thôi được rồi, nói vậy thôi chứ con không thích thì thôi, con muốn làm gì thì làm. Con biết là có bao giờ mà ba muốn ép con làm bất cứ chuyện gì đâu. Ừ, con biết mà. Bởi vậy trong nhà này có hai cha con à, con yêu ba nhất 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 nhất, nhất nhà luôn. Sợ thấy sợ luôn vậy. Dũng. Ừ? Có người ngoài tìm anh kìa. Ai mời tìm tôi? Em cũng không biết nữa. Linh, 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 Linh. À, anh Dũng. Anh mong gặp em quá à. Em cũng mong gặp anh quá à. Em trời, nhớ anh quá à. Em nói như vậy làm anh cảm động quá trời luôn á. Em muốn mặc đồ cô dâu quá à. Được rồi, để anh đưa em đi chọn đồ cô dâu, em chịu không? Anh muốn mặc đồ chú rể không? Em sẽ đi lựa đồ chú rể cho anh. Vậy là tụi mình cưới nhau. Em thương anh quá à. Anh có thương em không? Cô làm gì ở đây vậy? Em nè, anh có nhớ em không? Em té, em té, đỡ, em té. Anh Dũng. Trời ơi, cô làm gì nắm tay tôi vậy? Có người ở đây bộ không thấy hả? Không có gì đâu, đây chỉ là bạn của tôi thôi. Dạ, cho sếp. Bạn đúng không? Vậy là anh còn nhớ em rồi. Em với anh gặp nhau hai lần rồi đó. Lần thứ nhất á là anh làm anh hùng, anh bắt cướp giật cái giỏ lại cho em. Còn lần thứ hai là... Được rồi, tôi nhớ rồi. Mà gặp tôi có chuyện gì? Thật ra là... Cô bị sao vậy? Cô bị đau mắt hả? Thật ra là chuyện như vậy. Em có một người bạn, người bạn rất thân và người đó nói rất đúng. Ở trên đời này, được gặp nhau là một cái duyên. Còn đến được với nhau, nên vợ nên chồng là nợ. Em và anh gặp nhau là cái duyên rồi đó. Còn cái nợ là tương lai, tụi mình sẽ tiến xa hơn đúng không anh? Tôi nói cô nghe nè, tôi chỉ nghỉ trưa được một tiếng thôi. Cô muốn nói gì thì cô nói nhanh lên. Em xin lỗi anh vì đã đường đột tới đây làm phiền anh. Chuyện hôm bữa ở siêu thị á, em áy náy quá à. À không, cái chuyện ở siêu thị á thì tôi xin lỗi cô mới đúng. Tại vì mẹ tôi đã làm cô như vậy. Không có đâu,
không có chuyện đó đâu, không sao hết á. Dũng, Dũng, đi cơm em. Dạ. Thôi thôi, người ta có người yêu tới thăm, đừng có làm phiền người ta. Tôi nói chuyện với bạn tôi ra làm sao? Hôm nay cô đến đây vì chuyện này á thì không sao đâu. Tôi không có nghĩ gì hết. Tôi biết bệnh tình của mẹ tôi nên tôi không trách cô đâu. Vậy thì em về nha. Đừng nói gì cũng hiểu nữa. Tôi mới mời anh đi ăn cơm. Mời tôi hả? Tôi hả? Không phải, lộn rồi. Tôi muốn mời anh đi ăn cơm nè, anh này nè. Tôi muốn mời người này đi ăn cơm nè. Muốn đi ăn cơm thì buông tay tôi ra đi. Đây là cơ quan mà. Thì đi ăn cơm đi. Buông ra. Đi ăn cơm. Sao cô gây rối hoài vậy hả? Đi. Vừa qua rồi, anh mổ thành công rất rồi? Là nhiều ca mổ. Bữa nay có ba em tới cuộc họp này nữa. Em tin là ba em sẽ thấy được tài năng của anh. Anh cũng hy vọng vậy. Ba em tới kìa. Chào viện trưởng. Xin chào tất cả mọi người. Rồi mời tất cả ngồi xuống. Hôm nay tôi đến thăm tất cả mọi người, cũng như tuyên dương sự cố gắng của tất cả các anh chị em trong thời gian tôi không có mặt ở đây. Đã có những bác sĩ trẻ nhưng tay nghề rất cao, đã được rất nhiều bệnh nhân biết ơn sâu sắc. Điều này tôi rất là vui. Nhân đây tôi cũng cảm ơn tất cả các bác sĩ đã mổ ghép những ca khó trong thời gian qua. Và bây giờ tôi sẽ đọc tên những bác sĩ được tuyên dương. Vui lòng đứng lên. Bác sĩ Ân. Thứ hai, bác sĩ Mai. Và người cuối cùng là bác sĩ Hạnh. Tôi sẽ có chế độ khen thưởng cho các bác sĩ đã có công đóng góp cho bệnh viện. Và bây giờ tôi xin phổ biến những quy định mới. Dạ thưa ba. Không, dạ thưa viện trưởng. Vừa qua bác sĩ Bảo tuy là người mới vô nhưng mà đã mổ thành công rất là nhiều ca mổ. Bác sĩ Bảo đã... Bác sĩ Mai à, bác sĩ Bảo là người mới. Tôi nghĩ là bác sĩ Bảo cần quen việc. Còn nếu mà đáng khen thưởng thì trước sau gì cũng khen thưởng thôi. Nhưng mà con thấy ảnh không được nêu tên khen thưởng. Tại vì ảnh đã mổ rất là nhiều ca mổ thành công, trong khi các bệnh viện khác còn nói không nữa kìa. Tôi đã nói rồi, nếu bác sĩ Bảo làm tốt thì chắc chắn được khen thưởng. Nhưng mà nè, như vậy đâu phải là cố gắng là để được nêu tên đâu, đúng không? Nhưng mà không có nhân nhị gì hết. Đây, bác sĩ Bảo không có ý kiến gì hết. Tại sao bác sĩ Mai lúc nào cũng thêm vào là sao vậy? Thôi, chúng ta bắt đầu làm việc đi. Anh nè, để em nói chuyện này lại với ba. Anh đừng có lo nha. Không cần đâu, anh không sao. Ông thấy không, tôi nói đâu có sai. Thằng Bảo mà nó có biết, nó cũng không trách mình đâu. Sống mà không vì mình thì trời tru đức gì. Mới vô mà được lòng con gái ông giám đốc như vậy, mình mà không đi trước một bước thì làm sao mà tồn tại được ở đây. Bởi vậy mới nói. Nhưng mà cũng hên nghe, nhà ông có uy tín á, cho nên ông Thuận mới tin ông. Nè, nói như vậy là không đúng nha. Đâu phải một mình tôi đâu, cả một tập thể ekip của mình nữa chứ. Còn ông Thuận, ông đâu có hay đâu. Mình nói cái gì mà ông chẳng tin. Bây giờ ông chỉ tin là thằng Bảo đang có ý đồ với con gái của ông. Ông đó, ông ghê quá nha. Nhưng mà nè, ông không được chơi cái kiểu đó với tôi đó nha. Tôi còn mẹ già em gái nữa đó. Bây giờ anh là người cùng họ với tôi rồi thì làm sao tôi có thể chơi anh được chứ. Có ăn thì cùng ăn,
có quả thì cùng diệt, mà có phước thì cùng hưởng. Diệt được cái gai nào thì hay cái gai đó. Công nhận ông đúng là ghê thiệt đó. Ông cứ khen tôi hoài. Thôi tới giờ tôi phải đi rồi. Thì ra ông tính đám người không ra gì nữa, mà khinh thường mình. Theo như lời anh nói là mẹ của anh bị chứng bệnh hoang tưởng hả? Phải. Vậy sao anh không đưa bác ấy đi bác sĩ để điều trị? Sao không? Lúc trước tôi còn đi học, tất cả những chi phí trong gia đình của tôi đều do anh hai tôi lo hết. Cho nên anh hai tôi cực lắm. Hằng ngày anh đều ở ngoài công trường. Lúc đó cũng không có điều kiện để chữa trị cho mẹ, cho nên bệnh tình của mẹ càng ngày càng xấu đi. Đến lúc tôi đi làm có tiền, tôi mới đưa mẹ đi khám. Bác sĩ lại nói đó là tâm bệnh, mà đã là tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược. Rồi hai anh em mới quyết định là để mẹ ở nhà. Dù gì ở nhà cũng thoải mái hơn là bệnh viện. Mọi chuyện tôi đã nói hết rồi, cô còn trách mẹ của tôi nữa không? À, không, tôi không có trách gì bác ấy hết á. Lúc đó tôi bất ngờ quá nên phản ứng như vậy thôi à. Tôi bây giờ cảm thấy mình có lỗi lắm. Phải chi lúc đó tôi nhận làm con của bác ấy, chắc bác ấy sẽ vui hơn. Vậy là hôm nay cô tới cơ quan tìm tôi là vì chuyện này đó hả? Ờ, thì chủ yếu là vậy thôi à. Chủ yếu là như vậy, vậy còn thứ yếu là cái gì? Thì tôi muốn mời anh đi ăn cơm. Sao tự nhiên lại muốn mời tôi đi ăn cơm? Tại vì hôm nào á anh có rảnh á thì anh dẫn tôi về nhà anh. Tôi muốn thăm bác và nói chuyện với bác. Mà anh cứ yên tâm đi. Nếu mà bác có muốn nhận tôi làm con ruột á thì tôi cũng nhận luôn. Mà bác có muốn nhận tôi làm con nuôi tôi cũng nhận luôn. Mà thậm chí á, bác có muốn nhận tôi làm con dâu á, thì tôi cũng nhận đại luôn. Cái gì con dâu hả? Nếu không á hả, tôi sẽ cảm thấy áy náy trong người lắm. Quyết định vậy nha. Thôi anh ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa. Cảm ơn. Anh ăn nhiều cho có sức nha. Thôi được ăn rồi. Cái này vô để lát còn đi làm nữa đó. Thôi, đầy rồi. Ủa? Chào bác sĩ ơi. Chào cậu, may quá. Cậu không cần phải mổ ca này đâu. Ca này tôi đã phụ trách rồi. Tại sao vậy? Tại sao anh mổ ca này? Ca này tôi theo dõi ngay từ đầu mà. Tôi cũng không biết nữa. Đó là lệnh của ban giám đốc. Anh nói gì kỳ vậy? Mai, cậu không tin, cậu hỏi cô Mai đi. Bác Sơn nói vậy là thật không? Đúng vậy đó anh. Chuyện này là do ba của em quyết định. Nhưng mà tại sao? Em cũng không biết nữa. Thôi, bây giờ tôi trở vô trong trước. Cô Mai chuẩn bị nhanh nhanh nha. Dạ, tôi biết rồi. Anh Bảo, bác sĩ Ân là một người có rất nhiều kinh nghiệm về việc mổ thận. Trước đây cũng làm rất nhiều nơi rồi, thành tích cũng rất là tốt. Em nghĩ anh cứ yên tâm để bác sĩ ấy mổ ca này đi. Anh không nói đến việc ai được chỉ định mổ ca này, nhưng mà bệnh nhân này anh đã theo dõi ngay từ đầu. Em hiểu. Rồi việc này tại sao không báo trước với anh? Em xin lỗi anh, em chỉ mới biết thôi. Em không có lỗi gì hết, em không cần phải xin lỗi anh. Nhưng mà em thấy đó, ba ơi, em thấy đó, trong cuộc họp cũng vậy, rồi bây giờ đến chuyện này, thực sự ba ấy muốn gì? Em xin lỗi anh, em nghĩ ba em quyết định chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó hết. Anh thông cảm đi, anh đừng có trách ba em. Bác sĩ Ân gọi. Tôi biết rồi, tôi vô liền. Vậy em vô trước nha. Nguyên nhân của nó
Rồi ông sẽ hối hận vì đã coi thường tôi. Tôi nói cô rồi, cô không cần phải đến đây đâu. Thôi, anh cho em đi thăm đi. Em năn nỉ anh cả buổi rồi. Em đâu có ngại đâu mà anh lo gì. Ở trong cái bệnh viện này, mẹ của tôi thoải mái lắm. Mẹ con. Ủa mà mỗi lần đi vô đây anh thường hay mang mấy thứ này hả? Ở trong đây á có người nhiệt tình lắm, lúc nào cũng trò chuyện với mẹ của tôi hết. À thì ra là vậy. Anh mang mấy thứ này để tặng đúng không? Cái này chỉ là quà nhỏ thôi mà. À, ở trong đây á, nguyên tắc của viện là không nhận trường hợp của mẹ tôi. Nhưng mà tại vì cô đó cô tốt bụng quá, cho nên là đã nhận mẹ tôi, nên tôi biết ơn cô lắm. Mà không ngờ hai người trò chuyện với nhau cũng hợp nữa. Cổ là ai mà mỗi lần nhắc tới thấy anh vui quá vậy? Cái cô đó dễ thương lắm, chăm sóc mẹ của tôi á, giống như là mẹ ruột vậy á. Cho nên tôi biết ơn cô lắm. Anh em của tôi á, thì bận quá không chăm sóc mẹ được. Kìa, mẹ tôi kìa. Mẹ. Còn đây tôi tặng cho cô. Trời ơi, anh lại tặng quà cho tôi nữa rồi. Tôi đã nói là tôi không cần mà. Lần nào anh tới đây cũng tặng quà cho tôi hết trơn á. Lúc thì hoa quả, lúc thì mang đồ ăn khuya tới. Tôi ngại hết sức à. Lần này là lần cuối tôi nhận đó nha. Mai mốt anh mà mang tới tôi cũng nhận nữa đâu đó. Mẹ, mẹ thấy sao rồi? Mẹ thấy chưa? Lúc trước con nói với mẹ mà mẹ không chịu. Ừ, ở đây có cô Châu chơi với mẹ, mẹ vui lắm. Đỡ hơn là cứ bị hai đứa con nhốt ở trong nhà không à. Mẹ, làm gì có chứ mẹ. À mẹ, đây là Linh, bạn mới quen của con đó. Dạ, chào bác. Đó là mẹ của tôi, còn đây là Châu, người nãy giờ tôi kể với cô đó. Châu rất nhiệt tình chăm sóc cho mẹ của tôi, cho nên tôi biết ơn cô lắm. Chào chị. Hai đứa mình nhìn coi bộ cũng bằng tuổi nhau. Thôi xưng tên đi cho nó tiện nha. Ừ, được thôi. À, con nè, mẹ muốn đi dạo. Con đưa mẹ đi nha. Dạ, để cô đưa mẹ đi. Mẹ, để con đi mẹ. Đi để nha. Tôi, để tôi, để tôi. Hả? Để con tôi. Đỡ mẹ. Con dìu bác đi nha. Mẹ, chị mẹ cẩn thận. Cô có sao mẹ, không cô? Mẹ có sao mẹ? Mẹ không sao. Cô có sao không? Dạ. Cô cẩn thận đó. Từ từ thôi mẹ. Đau quá. Mẹ qua đi ngồi đi. Cô có sao không? Không sao. Còn cô đó, cô làm gì cũng phải suy nghĩ. Đâu phải lúc nào cũng ào ào giống như con nít được. Tôi. Thôi, cô có cố ý đâu mà. Con mẹ, đừng có càng nhằn cổ. Tôi thấy cô cũng đâu có sao đâu. Chắc là Linh cũng không cố ý đâu. Ai? Ai? Linh. Linh. Con làm cổ giận được kìa. Nhanh nhanh chạy theo cổ đi. Thôi, con không chạy theo cổ đâu. Mẹ có biết không, cổ tiểu thơ lắm. Lúc nào cũng kẻ hầu người hạ cũng quen rồi. Con đã không cho tới đây mà dẫn tới cho bằng được. Tôi thấy là anh nên chạy theo cổ đi. Dù gì á thì người ta cũng có lòng. Tới đây với anh rồi còn gì. Với lại tôi thấy coi bộ cổ cũng có cái gì đó đặc biệt với anh rồi. Cô Châu, cô còn chọc tôi nữa. Chọc đâu mà chọc, tôi nói thiệt chứ bộ. Thôi anh đừng có lo, anh cứ để cô ở lại đây với tôi. Có gì á tôi lo cho cô. Nè, con đi đi. Dạ. Mà thằng Hùng không có về hả? Dạ, anh hay làm đêm cho nên không có về nhà mẹ. Thôi con đi nha mẹ. Thôi con đi đi. Anh yên tâm, để tôi lo cho cô cho. Cảm ơn cô. Cô. Linh, vô bà Miểu. Lại đây coi. Cái chân con bị sao vậy? Có chuyện gì vậy con? Dạ, con không sao. Tại sao con bị như vậy? Ai gây ra chuyện này hả? Con đâu bị gì đâu, không có ai hết. Mà đừng hỏi con nữa. Vậy tại sao con khóc? Con muốn một mình mà. Nhưng mà ba muốn biết. Linh. Linh à. Linh.
Sao? Rồi con có đuổi theo kịp cổ không? Dạ không mẹ. Vậy thì coi á, ngày mai tìm gặp người ta rồi xin lỗi đi, để tội nghiệp nó. Con gọi điện thoại đâu có chịu nghe máy của con đâu. Nhưng mà con là con trai mà, phải nhường nhịn con gái chứ. Chứ lại á, mẹ thấy đâu phải lỗi của nó đâu. Dạ. Nó chỉ vô tình rồi bị dấp té thôi, mà mẹ thấy nó té đau lắm đó. Con biết rồi. Alo, anh muốn cái gì nữa đây? Anh muốn nói cái gì nữa? Anh chửi tôi chưa đủ hả? Trời, chuyện gì vậy? Bữa nay ai chọc cô chủ nhỏ của tôi giận dữ vậy hả? Ủa, chị Mai. Chị đây. Bữa nay chị đang trực bệnh viện đi nè, rảnh rỗi gọi điện cho em. Nè, có chuyện gì kể chị nghe đi. Thì chuyện của ảnh đó chị. Hồi sáng á, em nghe lời chị nè, em đến thăm mẹ của ảnh. Vậy mà bất ngờ em gặp một người con gái lạ. Hai người có cử chỉ rất là thân mật. Bình tĩnh, bình tĩnh. À, nghe chị nói nè, chị đã nói với em nhiều lần lắm rồi. Chị nói là em phải quan sát trước. Đã vậy á, chị biết gì không? Em có lòng tốt muốn dẫn mẹ của ảnh đi vòng vòng, đi dạo. Vậy mà em lỡ chặt cái chân một cái. Chân em bây giờ á, sưng chù dù ấy nè. Vậy mà anh không có hỏi thăm em, quan tâm em, mà còn chửi em nữa. Thôi thôi thôi, chắc là tại vì anh xót cho mẹ của anh đó. Nhưng mà chị hỏi nè, anh có nói là anh đang quen cô đó hay không? Không đúng không? Rồi anh có gọi cho em không? Có, mà em không thể bắt máy luôn. Anh có gọi em á thì có nghĩa là anh quan tâm em. Còn em không bắt máy á thì anh biết là em giận. Rồi vài ngày nữa anh sẽ tới năn nỉ em thôi. Chị nói thiệt hả? Thiệt mà, có bao giờ chị xạo em chưa? À, nghe chị nói nè, bây giờ em phải rửa sạch cái vết thương, đừng có để cho nó bị nhiễm trùng, có biết chưa? Dạ, em biết rồi chị yêu. Ừ, vậy nha. Bye bye chị. Ừ. Con nhỏ này. Đang buồn vì tình cảm đây, không biết có chuyên gia nào tư vấn không? À, anh có muốn tư vấn không? Thì sao tự nhiên bữa nay làm chuyên gia tư vấn tình yêu nữa vậy? Em chỉ an ủi nó thôi, chứ mà chuyện của em chưa chắc là mình biết làm cái gì đó. Xin chào. Chào sếp. Chào sếp. Chào sếp. Hôm nay có chuyện gì mà mọi người vui quá vậy? Thì ghẹo em đó mà. Dũng nè. Dạ. Tình hình có gì mới báo cáo cho anh đi. Ê nè. Ê hả? Bây giờ tao xuống lấy xe nha. Ờ được rồi, mày xuống đi. Gặp mày sau nha. Ừ, thôi tao đi nha. Ừ, đi đi, bye bye. Chào cô. Chào anh. Cô đang làm hả? Ừ. Vết thương của anh hôm bữa giờ đã lành lại chưa? À, tôi không sao. Tôi khỏe rồi. Tôi định tới cảm ơn cô. Đâu có gì đâu. Đang định đi ra ngoài ăn. Anh có muốn đi với tôi không? Vậy cũng được. Ừ. Mình đi. Trời ơi, đổ đồ của tôi hết trơn rồi. Cô có xin lỗi không cô? Tôi xin lỗi cô. Con xin lỗi cô nha. Trời ơi, đi đứng cái kiểu gì không biết nè. Mắt mũi để đâu á, đụng đổ đồ của tôi hết trơn rồi. Trời ơi là trời ơi. Xin lỗi nghe cô có sao không? Tôi xin lỗi nghe. Cô có sao không? Cô ơi, cô có sao không? Tôi sơ ý quá. Xin lỗi cô nha. Để con mua xô ủng hộ cô nha. Vậy thì mua xô giùm tôi đi. Vậy để tụi con mua ủng hộ cô. Vậy cô bán cho tụi con hai gói xôi mặn ha. Đổ gánh xô tôi như vậy nè. Đó, thấy chưa? Mà cô kêu mua hai gói hả? Dạ. Tôi đâu có ý đâu cô. Tôi xin lỗi nha. Tôi xin lỗi. Không có cố ý nhưng mà đổ hết rồi. Mua hết cho tôi cái gánh xô này đi. Hả? Hả? Mua hết. Nhiều quá, mình ăn sao hết. Tôi xin lỗi nha. Tại tôi mà cô phải ăn xôi nhiều vậy. Có gì đâu. Tôi cũng thích ăn mấy món này lắm mà.
Tội nghiệp anh đó, tự nhiên bị bắt mua hết gánh xôi của người ta. Lỗi tại tôi gây ra thì tôi phải mua chứ, không lẽ bắt cô trả tiền. Thì anh cũng đã mạo hiểm cứu tôi rồi còn gì nữa. Thì cô cũng đã cứu tôi mà. Trời, cứ nói như vậy hoài tôi không biết ai nợ ai luôn đó. Vậy thôi đi, coi như mình quầy ha. Đừng có nhắc chuyện này nữa, được không? Được thôi. À, mấy người đó còn kiếm chuyện với anh nữa không? Thấy chưa, cô nhắc lại nữa kìa. Ờ ha. Không sao đâu, cô đừng nghe nói chuyện này. Bọn chúng không dám tìm tôi nữa đâu. Với lại tôi có số điện thoại của cô rồi. Nếu mà bị thương á, tôi sẽ nhờ cô giúp. À, tôi nghe đây. À, tôi biết rồi, tôi vô liền. À, xin lỗi anh, tôi phải trở vô làm việc rồi. Vậy cô đi đi. Tôi đi nha. À, gặp mấy lần rồi mà tôi cũng không biết tên anh là gì. Tôi xin lỗi nha, tôi cũng sơ ý quá. Tôi chưa giới thiệu với cô. Tôi tên Hùng. Tôi tên là Mai. Cho tôi mượn điện thoại của anh đi. Bây giờ anh có số của tôi, tôi cũng có số của anh. Có gì ngày mai anh mời tôi đi ăn một bữa đàng hoàng đi. Cũng được. Vậy mai tôi tìm cô nghe. Hôm nay cảm ơn gánh xôi của anh. Cô Mai. Cảm ơn anh. Tình hình lúc này đang căng thẳng, hàng chưa về được. Nhưng anh Tư dặn tất cả phải trong tư thế sẵn sàng, phòng khi có phi vụ đột xuất. Tất cả hiểu chưa? Dạ. Dạ. Đi vậy. Anh Hùng. Làm gì buồn như vậy? Làm gì có. Hôm nay hàng ít quá, không có tiền khoải quá anh ơi. Thì làm ăn mà, lúc gì lúc khác chứ mày. Nè, mày làm bên đây trước tao. Có khi nào mày thấy mặt của đại ca chưa? Mọi hoạt động á đều thông qua anh hai hết. Em cũng nghe anh hai nói á, trừ khi những phi vụ lớn lớn thì đại ca mới xuất hiện. Cỡ như mà những cái phi vụ mà buôn bán vũ khí hạng nặng mà ông có xuất hiện á, cũng đeo mặt nạ. Vậy nếu muốn gặp đại ca thì phải làm sao mày? Dễ gì anh ơi, muốn gì á thì phải thông qua anh hai trước. Làm gì bí mật như vậy? Hả? Mày tính làm ở đây bao lâu vậy? Cẩn thận, ở đây đừng có nói lung tung. Tao hỏi tiền nè, mày tính làm tới bao lâu? Bộ anh tính dạy nghề hả? Anh nên suy nghĩ kỹ đi. Tại vì á, trước giờ chưa ai vào đây mà ra được á. Tại sao vậy? Lúc mới vô em có nghe anh hai nói một lần, cũng có một người muốn xin về quê, đại ca nhất quyết không cho, mà người đó vẫn cứ đi và đã lãnh hậu quả là một phát súng vô đầu. Dạ, ý kiến của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự đóng góp ý kiến của bác sĩ Toàn. Bây giờ là ý kiến của bác sĩ Mai. Cảm ơn tổng giám đốc. Chỉ trong 6 tháng vừa qua, số lượng bệnh nhân chọn khám ở bệnh viện chúng ta đã tăng gấp đôi. Và số ca mổ thành công cũng cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Đây là một điều rất là đáng khen. Đặc biệt
Bác sĩ Bảo đã mổ rất thành công cho nhiều ca mổ ghép thận và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của bệnh nhân. Cho nên hôm nay tôi đặc biệt tuyên dương bác sĩ Bảo. Bác sĩ Bảo chỉ mới cộng tác với bệnh viện của chúng ta chỉ mới một thời gian ngắn thôi, nhưng mà anh đã tạo rất nhiều niềm tin cho bệnh nhân của chúng ta. Bác sĩ Bảo, anh có gì muốn nói không? Cảm ơn bác sĩ Mai. Thưa mọi người, trước hết thì tôi xin cảm ơn mọi người đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho tôi phát huy hết khả năng của mình. Người thứ hai tôi muốn cảm ơn đó là bác sĩ Mai đã cho tôi cơ hội được làm việc tại đây. Tôi hứa với mọi người là tôi sẽ cố gắng hết sức phát huy hết khả năng của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn mọi người. Bà ơi, sao rồi? Thưa mẹ, hai cha con bữa nay về đúng giờ quá nha. Cơm nước xong chưa? Xong hết rồi anh. Bây giờ hai cha con đi rửa tay đi rồi vô ăn cơm cho nóng. Dạ, mẹ để con giúp mẹ nha. Ừ. Mai, dạ. Qua đây. Dạ. Bà muốn nói chuyện với con. Mẹ chờ con nha. Thôi qua với ba đi. Có chuyện gì vậy ba? Hôm nay con phát biểu rất hay. Bệnh viện của mình làm ăn ngày càng phát triển là cái điều không thể nào chối cãi. Nhưng mà con á cũng nhớ là không nên quá tin bác sĩ Bảo, trong khi chưa biết gì về cậu ta. Ba, con thấy bác sĩ Bảo là một người rất tốt. Vừa qua con có coi các ca mổ mà ảnh tham gia, mọi người ai cũng khen và các bệnh nhân vô cùng biết ơn ảnh. Con còn định bàn với ba là đề bạt ảnh lên làm trưởng khoa ngoại đó ba. Chuyện đó là không thể, ba không đồng ý. Sao vậy ba? Ba hãy coi những đóng góp mà bác sĩ Bảo đã đóng góp cho bệnh viện của mình đi. Ba nghe con đi mà. Thằng này đúng là có ý đồ khi đến bệnh viện của mình. Ba đã từng cảnh cáo nó mà nó làm như là không có gì. Ba cảnh cáo ảnh hả? Hôm bữa con đi làm, không hiểu sao đêm khuya nó lại tới tìm con. Thật là quá sức tưởng tượng. Ba nó là ai, làm gì, chẳng lẽ ba không biết? Bây giờ sắp phá sản rồi, bắt đầu tính cho con trai mình tới đây để lấy lòng con. Ba nói cái đêm nào? Hèn chi mình thấy ảnh là lạ. Thì ra ba đã nói đến như vậy mà một bác sĩ như nó chẳng hiểu sao? Đúng là đồ lì lợm. Ba, sao ba lại nói ảnh như vậy? Ba hiểu làm ảnh rồi, không nói chuyện với ba nữa đâu. Kìa, Mai, Mai. Ủa, sao chưa ăn gì mà nó lại bỏ đi đâu vậy ông? Thôi kệ nó đi. Đúng là con với cái. Ủa anh hai, đi đâu hả? Hôm nay mẹ đi chợ nấu đồ ăn ngon quá mà anh đi đâu vậy? Thôi, anh không ăn đâu. Nè, con đi đâu mà sửa soạn từ chiều giờ lâu quá vậy? Con ra ngoài gặp người bạn chút. Bạn? Bạn nào? Hồi đó giờ mẹ có thấy con có bạn nào đâu. Mẹ, con nghi ngờ anh hai có bạn gái đó mẹ. Thằng quỷ, đừng chọc anh hai nghe chưa. Nè, thằng Dũng nó nói thiệt không vậy? Nếu mà thiệt á, con có bạn gái thì vẫn về giới thiệu cho mẹ nha không? Mẹ, đừng nghe thằng Dũng nói bậy. Con đâu thích có bạn gái đâu chứ. Mắt con phiền phức, chứ mận tay chân lắm. Em đó, lo có bạn gái đi, ở đó chọc ghẹo anh. Cả con nữa, hai anh em con á, đứa nào cũng gần 30 rồi, mẹ cũng gần 60 tuổi rồi, phải lấy vợ rồi có cháu cho mẹ ẵm bồng nữa chứ. Được rồi, mai mốt mẹ sẽ có cháu ấm bồng. Nè, anh hai lấy vợ rồi, anh hai có con, sắp tới mẹ được ấm cháu rồi. Cái thằng quỷ này, dám chọc anh nữa. Dạ, cái đầu mình như con nít vậy đó. Chọc anh nữa, đau. Chọc anh nữa, đau. Chết. Hôm qua mình hẹn cổ mà mình quên hỏi chỗ nào. Tôi kể đi, chắc chắn là sẽ gặp. Rồi cổ sẽ đi làm ra.
Mai, em về rồi sao quay lại làm gì? Hôm nay em đâu có trường đâu. Anh Bảo, em có chuyện này muốn nói với anh. Có chuyện gì vậy? Thôi được rồi, mình vô trong nói chuyện. Chắc là hôm qua cô chỉ nói đùa với mình thôi. Vậy mà mình cứ tưởng người ta là bác sĩ mà, làm sao để tới mình được chứ. Em sao vậy? Sao không ở nhà nghỉ đi? Tới đây làm chi? Đừng nói nhớ anh mà chạy vô đây nha. Dạ, anh Bảo à, em xin lỗi anh. Xin lỗi anh? Tại sao em lại xin lỗi anh? Anh còn chưa kịp cảm ơn em vì chuyện hôm nay em đã nói tốt cho anh trước mặt ba em và mọi người nữa kìa. Em biết ba em nói gì với anh rồi. Sao em nói vậy? Anh à, tại vì hôm bữa em mất tích đột ngột, anh tìm em không có được nên là mới tới nhà em đúng không? Anh lo cho em như vậy, ba em lại... Anh à, em xin lỗi anh nha. Mai nè, đâu phải là lỗi của em đâu. Ba em cũng chỉ vì thương em nên mới làm như vậy, anh không có suy nghĩ gì đâu. Anh không trách ba em chứ? Em khờ quá, tất nhiên rồi, làm sao anh trách được. Nè, còn em đó, bỏ ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Thật ra ba em làm như vậy là cũng có nguyên nhân của nó. Vì trước đây có một bác sĩ khoa ngoại vô làm, ảnh chính là chồng tương lai mà ba mẹ em đã chọn cho em. Nhưng mà không ngờ ba em phát hiện ra ảnh là một kẻ nghiện ngập. Bao nhiêu tiền, tài sản của bệnh viện đều bị ảnh mòn dần rút mòn. Ảnh quen em á cũng vì muốn có được cái bệnh viện này. Sau đó ảnh được đưa đi cai nghiện, rồi ba em từ đó không còn tin tưởng ai nữa. Bắt đầu từ đó ai mà tiếp cận em, ba em lại nghĩ là có âm mưu gì với em. Từ nhỏ tới lớn em chỉ có mình hả? Chỉ có một mình con Ngọc là tâm sự với em thôi, nhưng không phải lúc nào nó cũng hiểu em. Từ khi có anh lúc nào cũng bên cạnh, động viên cho em. Anh giống như là người thân của em vậy đó. Cho nên em thật sự không muốn có bất cứ điều gì mà làm cho hai đứa mình không phải là bạn nữa. Anh hiểu không? Mai nè, em yên tâm đi, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu. Em cảm ơn anh. Khờ quá. Em uống cà phê đi. Đời này không có thiếu đàn bà. Bây giờ anh có muốn không? Em kêu một cái là nó tới. Con nào là con đó luôn. Em đi, xin đừng nói tầm bậy tầm bạ không à. Tao có cần đàn bà đâu chứ. Em, hồi nãy giờ em có thấy có ai tìm chị không? Dạ không chị. Anh ơi. Chào tao chút đi. Điện thoại. Sao mà không bắt máy vậy? Alo, là anh Hùng phải không? Alo, ai đó? Tôi là Mai.
Mai cái gì mà mai? Ở đây không có ai tên Mai hết á. Ôi mi, phiền quá. Không biết nhỏ nào á. Nè. Nè nè, mày dậy đi. Mày nói ai gọi cho tao? Không biết mà. Không lẽ là Mai? Mình chỉ biết của mình Mai thôi à? Mình như là Mai vậy á. Chính xác là cổ rồi. Alo, tao với bà tao vừa đang chiến tranh lạnh đó. Nhưng mà tao thấy là mày đã giải thích giảng rồi mà. Thì chắc chắn là anh Bảo sẽ không nghĩ gì nữa đâu. Tao chỉ mong con vậy thôi. Bác sĩ Bảo. Chào Mai, sao hôm nay đi làm sớm vậy? Em sớm hồi nào, anh đi trễ thì có. Em nói giỡn thôi, lâu lâu em cũng phải đi sớm một bữa chứ. Ủa, anh đứng anh nhìn cái gì vậy? À, có một anh thanh niên đứng đây cứ nhìn vô bệnh viện mình. Anh nghĩ là vô khám cho nên là kêu vô trong có người hướng dẫn. Anh bỏ đi mất. Vậy hả? Cái anh đó, ảnh nhìn ra làm sao? Nè, đừng nói là hôm nay em muốn đổi nghề qua làm cảnh sát điều tra nha. Chứ sao anh, em cũng phải giữ an ninh cho bệnh viện mình chứ, đề phòng kẻ gian đột nhập. Em chu đáo quá ha. Vậy thì anh ta là thanh niên cao to nè, nước da thì hơi ngâm, mặt thì hơi lạnh lùng chút. Sao, điều tra được ai chưa? Chưa. Nhưng mà anh biết sao không, ở đây á, nhiều khi thân nhân của bệnh nhân cũng có nhiều người như vậy á, cho nên anh đừng có quan tâm. Thôi được rồi, em cứ ngồi hay là đứng đó điều tra tiếp đi. Anh vô trong, trễ giờ rồi. Dạ. Bà Mai nè. Dạ. Tí tới giận trưa nhớ gọi cho anh nha. Ừ. Trời, mày làm gì vậy? Tao đang nói chuyện với mày rất là nghiêm túc mà mày với một thái độ dửng dưng. Bộ mày cũng khi dễ tao nữa hả? Khi dễ mày hồi nào? Ủa, nãy giờ nói gì, nói lại đi. Nói lại đi mà. Giận ghê nơi. Thôi đừng giận mà, mày nói đi tao nghe. Mày làm gì mà hôm nay người mày bần thần quá vậy? Giống như là hả, thức nguyên đêm hôm qua đi ăn trộm không bằng. Ý hả? Trời, hai mắt thâm quần như là gấu banh đa vậy đó. Vậy hả? Ờ, ghê không? Ghê. Ghê lắm hả? Ừ. Thiệt hả? Nhưng mà người ta đâu có để ý đâu. Ai? Mày đang nói ai vậy? Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền kia. Mày á, ăn bậy đau bụng. Chào bác sĩ. Ủa anh à, anh tăng ca rồi mà. Ừ, anh xuống ca rồi. À Mai, em có muốn đi ăn gì không? Đi. Quên, tôi mời cả Ngọc nữa. Không, ý em á, đi là anh với Mai đi kìa. Tao không đi đâu, mày đừng có nói nữa. Đi. Anh, Mai chưa có vô ca anh. Có gì á, tao nói với bác sĩ Phong trực giùm cho. Thôi đi. Hai người đi vui vẻ nha. Đi nha, bye bye. Cảm ơn Ngọc nha. Đi vui nha. Mai nè. Dạ. Sắp tới sinh nhật em rồi đúng không? Ủa sao anh biết hay quá vậy? Đối với một người mình thích, tìm hiểu là chuyện bình thường mà. Thôi mình đi nha anh. Đi. Bác sĩ Mai ơi, bác sĩ Mai. Hả? Mình nhân phòng 101 đang lên cơn đau dữ dội ạ. À? Vậy hả? Tôi tới liền. Anh ơi, em xin lỗi, em không đi với anh được. Em có công việc rồi, em đi trước nha. Tạm biệt anh. Không sao. Cô, mọi người còn ăn cơm ở trong kia, sao cô ăn ít vậy?
cô. À, chết rồi, con quên mất. Để con nói với nhà bếp là làm miếng thịt chiên cho cô nha. Con quên là cô không ăn được tôm. À, không cần đâu con, cô ăn được mà. Lâu lâu ăn một chút đó, không có sao hết. Con xin lỗi cô nha, tại vì hôm nay con bận quá nên quên dặn nhà bếp làm thức ăn riêng cho cô. Không cần đâu con, làm như vậy á, phiền mọi người lắm. Mọi người ăn sao á, cô ăn vậy là được rồi. Bộ mặt con dính gì hả cô? Không phải, cô xin lỗi. Cô cứ nhìn con như vậy hoài à. Cô ơi, con xin lỗi cô nha. Hình như con hỏi cái gì không phải hả cô? Thôi con không hỏi nữa đâu. Con rất giống đứa con gái của cô. Nó bị bắt cóc, đã mất tích rất nhiều năm. Chào bác sĩ Bảo. Chào. Dạ, anh Bảo. Ủa, Ngọc. Anh hết ca trực lâu rồi mà, sao còn ở đây? Anh về nhà rồi, nhưng đều quên chút đồ, nên quay lại lấy. Vậy thôi em đi làm. Ừ, chào Ngọc. Ơ, à, anh Bảo nè. Hả? À, nói nghe, ngày mai là sinh nhật của Mai đó. Anh nhớ tạo bất ngờ cho nó nha. Vậy hả? Ừ. Ừ. Nhớ nha, đừng có quên. Cảm ơn Ngọc. Không có gì. Ngọc là bạn thân của Mai, mà Ngọc nói cho mình biết như vậy, chẳng lẽ là Mai thích mình thật hả? Như vậy thì Mai quá, đợi tốn công sức rồi. Tôi đã nói với ông bà rồi, khi nào có tin á, tôi sẽ báo cho ông bà biết. Ông bà đừng có tiêu tiện vào đây. Lỡ mà người ta phát hiện á, chẳng những con bà không được cứu, mà bản thân tôi á cũng chưa chắc còn làm đây nữa. Tôi xin lỗi, hiện tại con tôi chỉ miếng xấu nên tôi lồ quá bác sĩ ơi. Tôi đã nói với ông bà rồi, khi nào mà có cái này á thì tôi sẽ ưu tiên cho con của ông bà. Còn bây giờ về chuẩn bị cho tôi đi. Dạ có, tôi cũng đi vay mượn được một ít nè bác sĩ. Cho tôi gửi bác sĩ. Nè, số tiền còn lại hãy chuyển vào tài khoản của tôi. Tôi biết rồi. Họ về chuyển cho tôi một quả thận. Dạ. Tôi đang chờ kết quả xét nghiệm, coi nó có tương tích với con bà hay không, rồi tôi sẽ báo sau. Thật vậy hả bác sĩ? Ở đây lâu không tiện đâu. Hẹn gặp nhau sau đi ha. Tại lâu quá bác sĩ không liên lạc với vợ chồng tôi nên vợ chồng tôi lo lắm. Được rồi, bây giờ bà yên tâm về đi. Ngày mai tôi sẽ thông báo kết quả cho bà biết. Dạ, dạ. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ, mình về đi. Không? Cậu đứng đây từ lúc nào vậy? Alo, chào em. À, em ơi, anh muốn đặt một bàn tiệc. Tiệc khoảng mấy người ạ? À? Vài người thôi. Các món ăn đơn giản là được rồi. Dạ, giờ giấc thì sao anh? Rồi, có gì giờ giấc á, anh sẽ báo lại sau cho em. Dạ, cảm ơn anh. Ừ, cảm ơn em. Hey! Anh tên Bảo phố không? Chào anh. Anh không nhận anh tôi hả? Xin lỗi anh nha. Anh là... Tôi là bệnh nhân của anh nè. Bệnh nhân mà bữa hôm tới bệnh viện có nhớ không? Anh nè, anh phải bỏ tay ra chứ. Mắc cỡ chết. Trời ơi, có gì đâu mắc cỡ. Tôi với anh là con trai với nhau, có gì đâu mắc cỡ. Tôi nhận ra anh rồi. Mình là hàng xóm với nhau rồi, gần gũi hơn mà con xa rồi. Bây giờ là mình là láng giềng. Nhà tôi ở đây nè, nhà tôi căn nhà bự chà bá đây nè. Nhà của tôi á, anh ở đây hả? Nhà tôi ở đây,
sáng giờ chạy bộ chạy vòng vòng đây thấy rồi. Ủa, bây giờ anh làm ở đâu vậy? Tôi nghỉ chỗ cũ rồi. Tôi làm bên bệnh viện Vũ Anh đó. Nhưng mà anh yên tâm đi, cái bệnh của anh đó đang khám ở bệnh viện cũ thì anh cứ tới đó khám, có bác sĩ khác sẽ khám thay tôi. Anh cứ đem sổ khám bệnh tới là người ta theo dõi được à? Vô duyên hả? Biết cái bệnh tôi là bệnh kỳ cục vậy. Trời, gặp mặt cháu bác sĩ đó bệnh còn nặng thêm nữa. Với lại tôi ngại đi khám bác sĩ lắm. Hôm bữa là gặp anh đó là cái ngày đầu tiên tôi đi khám luôn á. Tụi bạn tôi nói cái tim tôi bị gì á, xong phải bắt đi khám. Tôi đi khám lần đó thôi à, là tôi quen anh à. Được rồi, anh nói vậy là tôi rất cảm ơn anh và anh đã tin tưởng tôi. Ở đây kẹt của tôi đó, có gì á anh cứ qua bệnh viện Vũ Anh tôi sẽ khám cho anh. Nhưng mà tôi nói trước, cái này là anh tự nguyện chứ tôi không có kéo khách đâu nha. Đúng rồi, tôi tự nguyện hiến xác mà. Chắc là anh phải tập thể dục đúng không? Không có, nãy giờ mệt muốn chết, chạy vòng vòng đây nè. Về ngủ một giấc, tắm rửa ngủ một giấc. Thôi em về nha. Ừ. Thì là không uống công mà. Em về nha. Chữ chàng đẹp trai ngồi trong bánh ngủ vàng. Chàng đẹp trai. Thưa ba, thưa mẹ, con mới về. Ừ, mới về hả con? Dạ. Con à, hôm nay trong bệnh viện mình có gì mới không con? Dạ, cũng bình thường thôi ba. Nè, ngồi xuống ăn trái cây đi. Dạ thôi mẹ ơi, để con lên lầu con đi tắm. Hôm nay liên tục mổ mấy ca luôn, con mệt quá. Vậy hả con? Con lên nha. Ừ. Dạ. Tội nghiệp con nhỏ quá ông à. Cứ đầu tắt mặt tối hàng ngày với công việc như vậy, biết chừng nào mới có người yêu chứ. Không khéo lại lãng phí tuổi thanh xuân. Bà lo xa quá, nó lớn rồi thì phải tự biết mình phải làm gì chứ. Nhiều khi tôi thấy không gần gũi được với nó cũng thấy buồn, nhưng mà tôi có cảm giác là nó vẫn còn e ngại với tôi nên không có tâm sự gì hết. Sắp tới là sinh nhật của nó, bà làm bữa cơm trong nhà, nó thích cảm giác ấm cúng của gia đình. Tôi biết rồi, nhưng dù sao thì mẹ kế cũng không thể bằng mẹ ruột được. Tôi muốn lấy cặp này. Ừ. Dạ, hai anh chị có đi chung không ạ? Không. Vậy em lấy cho ai xem trước ạ? Đương nhiên là chị xem trước rồi. Em à, em lấy thêm một cặp để cho anh nha. Anh thông cảm, những cặp này tụi em chỉ còn một đôi thôi ạ. Hai anh chị có thể trao đổi, thỏa thuận với nhau để lấy giùm em ạ. Không cần đâu em, đương nhiên là chị lấy trước rồi. Lady first mà. Cô nè, cô muốn tôi nhường á thì cô phải ăn nói cho đàng hoàng, chứ đừng tỏ thái độ đó. Tôi đã đứng ở đây trước cô và thấy chiếc nhẫn trước cô. Nè, anh là người tới đây trước, nhưng tôi là người thấy trước. Cô đúng là ngang ngược thiệt đó. Tôi ngang ngược vậy đó. Rồi sao? Cô. Dạ thôi, em để nhẫn ở đây, hai anh chị coi thử. Wow, đẹp quá à. Em ơi, cặp nhẫn này nhiêu tiền? Dạ 9 triệu ạ. Nè cô, trả nó lại cho tôi. Hay, tại sao tôi phải trả cho anh? Tôi đã tính tiền nó rồi, bây giờ cặp nhẫn này đã thuộc về tôi. Tôi cũng có tiền vậy, tôi sẽ trả lại cho anh. Nhưng mà bây giờ cô đã trễ rồi, bây giờ nó là của tôi, nếu cô không trả tôi la lên là cô ăn cắp đó. Tôi thách anh đó. Trả đây. Nó biến thái. Dạ. Nó dễ sợ, nó bắt mình không? Nè, cô đúng là ngang ngược đó. Đồ biến thái. Dạ. Con gái gì đâu ngang ngược. Hôm nay anh hẹn em đi ăn, cho em cũng biết lý do rồi đó. Thật sự là anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Hôm trước là do anh nóng quá, anh mới lỡ lời với em, cho anh xin lỗi nha. Không có gì, anh biết lỗi là tốt rồi. Cảm ơn em. Dạ. Nếu vậy thì hôm nay anh mời em ăn thoải mái luôn, coi như là anh chuộc lỗi với em.
ok. Ủa mà sao lại có lòng tốt xin lỗi em? Hay là chị Châu kêu anh lại làm vậy đúng không? Đâu có đâu. Thật ra là tại vì mẹ anh biết em không có lỗi, với lại biết em đang bị thương. À, mà cái vết thương của em sao rồi? Vết thương hả? Ừ. À, đợi anh hỏi, chắc nó đã lành rồi. Ừ. Mấy lần anh muốn hỏi thăm cái vết thương của em mà tại vì anh cứ nấn ná, anh ngại quá anh không dám hỏi. Sao lại không dám hỏi? Anh là công an mà, anh bắt người ta nhận tội thì sao anh làm sai anh không nhận tội? Ờ, em, hai cái chuyện đó hoàn toàn không giống nhau đâu. Tình cảm sao so với công việc được? Đối với tội phạm á, anh là một nhà chức trách. À, vậy đối với em, anh làm cho xong chức trách của anh đúng không? Em thiệt tình đó, anh đã xin lỗi em rồi mà. Với lại anh cũng muốn nói chuyện với em, là do em không cẩn thận nên mới bị thương. Mà tiểu thơ như em á, không làm được thì đừng có làm. Anh nói gì? Anh nói vậy mà nghe được á hả? Anh nói hay là tiểu thơ? Thật sự là em có lòng tốt muốn giúp thôi, mà đâu ngờ mọi chuyện lại như vậy. Em tưởng anh có lòng đến đây xin lỗi, mà thật ra anh chỉ nghe lời mẹ anh thôi. Ờ, Linh à, Linh. Ông tính làm sao đây ông? Tính sao già? Giờ thì chỉ còn chờ thủ tục để tuyên bố phá sản thôi, không còn cách nào khác bà. Cái chuyện này bà đừng nói cho thằng Bảo biết nha. Nó đang làm ăn tốt đẹp, nó nghe được rồi nó lại lo lắng nữa. Rồi những ngày tới không biết mình sống làm sao đây. Nhất là bạn bè của ông đó, lúc mình có tiền á là có bạn đầy đủ, lúc mình xa cơ thất thế á thì họ chạy mất tiêu hết trơn à. Có gì đâu, dù sao mình cũng còn sổ tiết kiệm mà. Ông nói thì hay lắm, tiền tiết kiệm còn bao nhiêu, mình trả nợ hết rồi á thì không còn tiền mở phòng mạch cho con nữa biết không? Bà đừng có buồn. Tôi nghĩ là thằng Bảo nó cũng không có giận mình đâu, bởi vì nó là một đứa hiểu chuyện mà. Giận nhất á là đám vô ơn bạc nghĩa là bạn của ông đó. Bây giờ tôi không thân mà cũng không thế, thì ai giúp mình đây? Họ giúp mình á, họ có lợi ích gì đâu. Họ chỉ sợ liên lụy thôi. Dạ thưa ba mẹ, con mới về. Ờ, con. À Bảo, con mới về hả? Ờ, ngồi, ngồi đi con. Con ăn uống gì chưa? Dạ, con ăn rồi mẹ. Ăn ngoài đường hả? Không sao đâu, mẹ đừng có lo lắng quá. Con à? Dạ. Công việc của con sao con? À, dạ tốt lắm mà. Ừ. Tình cảnh bây giờ chỉ biết trông cậy vào con thôi. Ông à, nói gì vậy? Ý của ba muốn nói là bây giờ ba mẹ già rồi, chỉ biết trông cậy vào con thôi đó. Dạ con hiểu mà ba mẹ. Chị Mai tới, chị Mai tới. Ba, xin chào mọi người. Cứ ngồi đi chị. Lên. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Chị Mai qua đây ngồi nè chị Mai. Ngồi xuống, ngồi xuống. Dạ, chúc mừng sinh nhật chị, đây là quà của em. Trời ơi, dạ, cảm ơn em nhiều nha. Đây là quà của em nè. Cảm ơn em. Cảm ơn, cảm ơn. Mai, cái món quà to nhất là của tao, với là mấy em Khoa Nhi tặng cho mày. Chúc mày sinh nhật vui vẻ, luôn trẻ khỏe, xinh đẹp. Sướng cảm quá ơn mày nha. À, chiều nay mọi người đi ăn không? Mình khao mọi người nha. Quá ngon. Vậy chiều nay gặp ở trước cổng bệnh viện vậy nha. Nè nè, chiều nay mà ai tới trễ ha là nghỉ phần. Ừ, thôi bây giờ tụi em vô làm, chiều nay gặp chị nha. Cảm ơn em nha. Bye bye. Dạ bye chị. Bye bye em. Nè nè nè, nhớ đúng giờ nha. Bye bye chị. Tạm biệt, tạm biệt. Bye bye. Nhớ nha. Đi nha. Bye bye. Bye bye. Cảm ơn em. Bye bye. Ê, cảm ơn mày nha. Nói nghe nè, nhận được quà của ảnh chưa? Quà của ai? Biết rồi còn giả bộ hỏi nữa. Ai? Tao đâu có biết đâu. Mà là ai vậy? Không biết thiệt hả? Cái anh này kỳ cục vậy ta. Mình đã nhắc nhở rồi mà. Thích quá à.
Chỉ cần mốt sinh nhật tao á, mày tặng cái bự hơn là được rồi. Trời, mày tham lam quá. Vô Mai, bỏ xuống hết. À, sinh nhật của bạn Mai. Bạn Mai đã mời mình ăn một buổi tiệc rất là hoành tráng, đúng không? Yeah. À, bây giờ mình đi về đi, mai mình còn đi làm nữa. Gì kỳ vậy? Không về, mai đi làm trễ bị đuổi hết á. Đi đi, lại lên, đi về. Kỳ kỳ vậy? Con đi tăng 2, tăng 3 chứ. Làm gì vậy? Không về. Thôi, thôi. Trời, tăng 2 năm nay, để năm sau đi. Năm nay mình ca, năm sau làm gì? Năm sau đi. Chào, chị có phải là Mai không? Dạ phải. Mời chị đi lối này. Xin lỗi anh. Tao có việc gấp ở bệnh viện, mày ở lại đi sẽ thấy điều bất ngờ nha. Mai gặp, chúc sinh nhật vui. Cái con nhỏ này, có chuyện gì đây chứ? Cảm ơn xin anh. Xin mời ạ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật em. Cảm ơn anh Bảo nha. Em thôi nói đi. À khoan đã. Hả? Em phải cầu nguyện trước chứ. Nhưng mà Mai nè. Hả? Em nhìn đi. Đây là những cặp đó. Anh đang đem một chiếc. Chiếc còn lại đã ở trên tay của em. Và cũng đang chờ sự quyết định của em là có đeo nó hay không. Thiệt ra em chưa có nghĩ tới chuyện này. Cho nên chắc món quà này em không có nhận được đâu anh. Đây là quà sinh nhật của em mà. Anh đã tặng em rồi, anh sẽ không nhận lại đâu. Không sao hết. Khi nào mà em suy nghĩ xong á, em đã quyết định thì em hãy đeo nó cho anh biết, có được không? Dạ. À, em ngồi đi. Dạ. Bữa tiệc sinh nhật này á là anh đặt cho em đó. Cảm ơn anh. Anh cũng không biết làm gì, chỉ muốn tạo một bất ngờ nhỏ nhỏ cho em thôi. Em bất ngờ lắm anh. Anh cho lên món nha. Dạ. Em ơi, cho lên món nha. Anh Bảo à,
Em xin phép anh để em ra ngoài, em gọi một cú điện thoại xong em vô liền ha. Được rồi. Con nhỏ này bắt máy đi chứ, dám bán đứng tao hả? Alo, nghe nè bé yêu. Cái gì mà bé yêu? Mày còn dám nói nữa hả? Mày dám gạt tao, bỏ tao ở đây một mình. Mày... Thôi, mày chơi vui vẻ đi. Anh Bảo là người tốt đó nha. Ảnh vừa tài giỏi, vừa đẹp trai nữa. Mày mà không chịu, muốn tao giật ra.